Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại đến với cái video này thì có một số các cái kinh nghiệm mình tìm hiểu mình chia sẻ cho các bạn. Đối với những bạn mà đang có cái hướng là đi xăm hình quỷ hay là các bạn đã xăm rồi thì có thể xem qua cái video của mình để hiểu rõ hơn. Thì mình đã tổng hợp được rất nhiều cái tài liệu về phong thủy cũng như hình xăm, rất là nhiều hình xăm. Đầu tiên thì hôm nay mình sẽ vào bài này thì cái tiêu đề chính là phân tích hình xăm quỷ Hanja Oni Satan. Đây là các con quỷ này nó đến từ đất nước Nhật Bản, Japan, là bên không phải của Việt Nam nhé. Thì mình sẽ phân tích trên phương diện ý nghĩa tuổi tác của các vị trí. Một là ý nghĩa hình xăm quỷ. Ở đây thì hình xăm quỷ này thì mình nói chung chung trên con quỷ Oni. Thế thì nó giúp tránh được tà ma, quỷ đạo, biểu tượng của bóng tối, thế lực và sức mạnh của thế giới ngầm. Ở đây sức mạnh thế giới ngầm này. Và đó, những cái ngầm, những cái bóng tối ấy. Bạn nào có cái kiểu thích sống trong cái thế giới ngầm, các bạn xăm tốt. Thì nó mang cho mình mỗi người sức mạnh hủy diệt cuộc sống và niềm tin. Đấy, tôi sẽ nói rõ. Đây, cuộc sống và niềm tin tức là hủy diệt người khác nhé, không phải là hủy diệt chính bản thân các bạn đâu. Đấy. Mà ai có hình xăm quỷ hoặc đang có định xăm quỷ thì có thể ngầm hiểu rằng dùng sức mạnh ấy để áp chế thế lực khác trong cuộc sống. Và cũng nói chính là bản thân của họ là xấu xa. Thì ở đây bản thân của họ là ai? Là các bạn đấy, là bản thân là các bạn xấu xa, tức là khi các bạn đã xăm rồi đấy thì các bạn tính cách các bạn vậy. Mình thì mình không nói ai cũng xấu xa mà xăm quỷ đâu, ý là mình thống kê thì mấy cái tài liệu thì nó nói như thế này, là cần và cần phải khắc chế hoàn thiện bản thân hơn. Đấy, các bạn tự hoàn thiện bản thân mình thông qua là lấy đọc chị đọc, các bạn lấy mặt quỷ đó. Quỷ Oni này từ lâu đời, rất là lâu trong Nhật Bản, nên nó có cái sức ảnh hưởng mạnh trong cái tín ngưỡng Japan Nhật. Rất nhiều người Nhật xăm quỷ Oni, ở Việt Nam rất là nhiều. Giờ mình đến con quỷ Hanja. Hanja là hiện thân cái tà ác xấu xa, khi gắn hình tượng này người ta sẽ mang lại sự chết chóc. Thì đúng rồi, con quỷ nào nó cũng nhìn mặt nó thì nó cũng ngăm ngăm, mà nó trông nó ác độc, trông máu me rồi trông mắt to đùng rồi chết chóc tàn ác của xứ quỷ. Thì cái câu này là đúng, để mọi người cũng thường sử dụng nhiều biện pháp để xua đuổi ma quỷ như một thứ tà dịch. Và khi con người là một điều độc ác, người ta thường hay lấy hình tượng quỷ người ta so sánh. Đấy, ví dụ mà các bạn nào may đi chém người hoặc giết người thì mình nói hơi quá thôi, chứ người ta sẽ cũng thẳng ác như quỷ ấy. Đấy, hay để so sánh mà. Thì tuy vậy thì trên thực tế thì cái nguồn gốc của hình tượng quỷ được sáng tạo ra nhằm ý nghĩa tích cực hơn trong cuộc sống và giúp con người sống tốt hơn. Mình đã phân tích xong cái ý nghĩa hình xăm quỷ thì các bạn có thể là dừng video lại và đọc. Mình đã tổng hợp rất nhiều tài liệu. Đến phần 2 thì mình sẽ nói là những cái tuổi nào mà hợp với hình xăm quỷ. Ở đây thì con quỷ này nó đến từ Nhật Bản và nó không phải đến từ Việt Nam, mà nó cũng không phải trong 12 con giáp, thì ở đây nó không có độ tuổi. Thì các bạn cần chú ý cái số này thôi. Tất cả những người có cá tính mạnh mẽ, thích tự giải phóng bản thân, ở đây có nghĩa là những cái người mà không muốn gò bó từ ai, muốn thoải mái tự do, hay là cá tính mạnh mẽ, là các bạn rất là men, không sợ cái gì, bạn phải xăm. Có những người luôn có cái suy nghĩ hành động không cần xem xét, nhưng mà các bạn chả sợ trời chả sợ đất, các bạn sống tự do, các bạn không cần phải phụ thuộc vào ai, các bạn rất là tự tin quyết tâm khi mà làm cái điều gì đó. Đấy, thì đối với những cái người này thì có thể xăm quỷ. Còn đối tượng thứ ba là người có tính dịu dàng không nên xăm. Ở đây ví dụ các bạn nào mà tính dịu dàng như phụ nữ ấy, mà nói năng nhỏ nhẹ thì không nên xăm quỷ. Các bạn có thể chọn
các bạn hình khác, hoa lá rất là nhẹ nhàng. Nhiều khi nhiều người cứ bảo đấy thằng bé BD cái thứ đấy đấy, thì những cái người đấy là không nên xăm. Ba thì mình nói là nó hay đi với hình xăm gì, thì ở đây thì hình xăm quỷ thì có rất nhiều là cái hình xăm chèn vào, nó rất là phong phú và đa dạng. Thì nó có cô gái Nhật này đấy, các bạn có thể xăm hình mặt quỷ cô gái Nhật, nó cũng là biểu tượng may mắn đấy. Rồi hoa anh đào, mặt quỷ thêm vài hoa anh đào nó rơi rơi, hoặc là cái cành hoa anh đào nó chen vào rất là đẹp nghệ thuật. Hoa sen, sen thì các bạn có thể thêm vào hoa sen. Cái sóng nước thì gần như cái mặt quỷ nào nó cũng có sóng nước rồi. Lửa, lửa hình như là lửa này thì thường hay là quỷ đỏ đây. Đấy, rất nhiều cái tia lửa đỏ. Đấy, vẽ như cái sợi sóng mà nhưng mà nó lửa đỏ trông rất là nóng nực mạnh mẽ. À, đến cái cá chép thì cũng nhiều người cũng săn cá chép quỷ với nhau. Thì ở đây cá chép thì các bạn cần lưu ý những người mệnh kim, nếu đã thích chèn cá chép thì các bạn phải chèn các cái màu sáng, vàng hoặc là nhẹ màu thôi, ánh kim. Còn các bạn không nên săn cá chép mà màu đỏ, đối với những người mệnh kim đấy không nên săn cá chép màu đỏ mặt quỷ nhé. Còn cá chép màu hồng, màu đỏ đậm này. Thế thì cái dây thừng này cũng được, dây thừng này cũng nhiều, cái mặt quỷ cũng thêm dây thừng, nó thêm cái dây thừng nó hay đánh màu xanh, màu nâu nâu đấy, rất là đẹp, nó quấn quanh cái mặt nó đấy. Thì đến phần 4, các vị trí có thể xăm thì ở đây mình chỉ loại trừ những cái chỗ này, mặt thì chẳng ai xăm rồi, cái chỗ kín chẳng ai xăm, bàn mu bàn tay bàn chân cái bé nó chẳng ai xăm đấy. Thì còn tất cả mọi chỗ cơ thể, bụng lưng bắp tay cả cánh tay đùi bắp đùi các bạn có thể xăm thoải mái đấy. Thì hôm nay cái bài phân tích của mình chỉ đến đây thôi. Thì các bạn nào chưa hiểu rõ thì comment xuống dưới, mình sẽ trả lời các bạn, chia sẻ giao lưu cùng các bạn. Mỗi một người thì có một sở thích, một hình xăm khác nhau. Mỗi một người thì cũng có cái cuộc sống khác nhau. Vì thế mà mỗi bản thân thì tích ra những kinh nghiệm khác nhau. Thì mình làm video này thì phương diện là chia sẻ các bạn, thì mình cũng có đặt nhiều mình chia sẻ giao lưu các bạn. Các bạn nào không thích thì có thể không thích, có thể các bạn thích thì các bạn có thể like cái video cho mình. Thì mình xin hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Các bạn nhớ có điều gì thắc mắc thì comment xuống dưới video, mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.